khách sạn gì mà xây lâu đến thế kia chứ chứ gì ngần ấy thời gian thì xây được cả thành phố đâu phải chỉ một khách sạn sao lại lâu thế nhỉ hay là ta chọn nhầm cách thầu khoán khách sạn này cũng có mấy nhà thầu nước ngoài xin việc không hiểu sao các ông ấy lại ưng nhà này cũng chẳng phải vì nhà ấy đòi ít cũng chẳng phải họ làm tốt các hợp đồng khác cũng chẳng phải vì họ chiều mình sự thể ra sao tôi phải quan sát đã rồi mới dám nói hóa ra là quan trên cũng nhiều mà cung cách cũng lắm nào mở tiệc ăn mừng nào cắt băng khởi công nào quan lớn tự tay đặt viên gạch đầu lấy mong rồi chiêu đãi dưới trên ăn một miếng nhớ một đời rồi báo chí rùm beng bài to ảnh nhớn ít lâu sau hàng rào khách sạn tương lai mọc lên một hôm có ba chiếc xe con đò cạnh công trường nào phải ai xa lạ chính là các vị quan chức nước nhà bước xuống xem xét bề thế công trường sao hành lang lại hẹp thế nhỉ? Ngài trưởng nhóm hỏi, bẩm quan, cái đồ án thiết kế nó vậy người kỹ sư đáp, hành lang đã rộng đến 5 mét. Chắc ông cho rằng chúng tôi không thấy cái khách sạn nào bao giờ hẳn. Tôi đã ở các ô tần ngoại quốc, hành lang của họ còn rộng nữa. Thôi được, cứ cho rằng hành lang theo thiết kế đi, nhưng số lượng hành lang ít quá. Khách sạn mà có mấy cái hành lang như thế, không làm thì thôi, đã làm thì làm ra làng. Tiền dân, tiền nước, phải biết sót chứ ông kỹ sư ngậm tâm còn các ông nghĩ thế nào khách sạn lớn mà có mấy hành lang như thế chẳng phải là ít hay sao quan lớn hỏi bầy tùy tùng Hơi ít thưa ngài giả bẩm ít ạ à? ít quá chứ ạ à? và thế là hợp đồng với nhà thầu ấy bị hủy trong lúc chờ giám định phân xử bàn thiết kế được thay đổi hành lang nhiều hơn rộng hơn việc thi công đồ án mới đang triển khai thì một bữa kia lại có mấy chiếc xe con dừng bánh bên đường lại có mấy nhà đường trước đến nom việc, đi đầu là một ngài bệ vệ nhất, vừa thấy cái lỗ cửa ra vào, ngài hỏi liền, "Chỗ này làm gì đấy?" Giả, "Phòng khách đấy, hạ à, đại diện hãng thầu mới đáp." "Phòng khách? Phòng khách quái gì mà thế này?" Giả bẩm, "Việc chưa xong mai kia chúng con lát đá, sơn tường, kẻ hoa." "Hiểu rồi, tức nghĩa là phòng khách chứ gì, nhưng ta hỏi, phòng khách có phải là nơi đấu ngựa không? Làm gì có phòng khách như bãi quần ngựa ấy?" tiền dân, nghĩ mà xót ruột, bẩm ngài, chúng con làm theo thiết kế, Lại chúa, cái mà các anh gọi là thiết kế, nó không phải là bài kinh cô lần bất di bất dịch. Phải thay thiết kế, phải thay đi mới được, nhà thầu chịu nghe không dám ho he, theo ý mới, các phòng khách đều được thu nhỏ, công việc đang chảy thì một hôm lại có mấy quan phóng xe con đến xem khách sạn. Ngài Dương Quyền dẫn đầu đội khảo hạch nói chung là vui, nhưng lúc ra đến cửa, ngài mới nhìn lên Trần băn khoăn hỏi, thế không làm mái vòm, Trần cuốn à? Câu hỏi làm nhà kiến trúc sư trẻ tuổi bồn rùn đầu gối. Anh ta chết lặng đi mất mấy phút, bấy giờ mới đủ sức định thần để hỏi lại, xin ngài thứ lỗi, con không hiểu, ngài định nói mái vòm, Trần cuốn thế nào ạ? À? Đó mới là kiến trúc lối thổ, những người vào khách sạn sẽ là khách nước ngoài, vì thế khách sạn phải theo lối thổ ta. Anh xem nhà cửa nước thổ bao giờ lại không có mái vòm, Trần cuốn nhưng thưa ngài trong bản thiết kế thiết kế là cái gì nhờ nhà thầu nước ngoài làm thiết kế bao giờ trả vậy họ biết gì về kiến trúc và tâm hồn ta nào các quan tùy tùng cúi cả đầu xuống nhà thế này thì ai cần nhất thiết phải có mái vòm trần cuốn trông thấy tiền dân tiền nước mà sót cả ruột làm mái vòm trần cuốn cho cả nhà thì tốn phí quá nhà thầu chỉ dám theo tinh thần dân tộc ở một đôi chỗ dễ nhất công việc xây cất đã đến lúc hòm hòm thì giới quyền chức lại theo bánh xe con lăn đến. Ngài quyền cao đi trước buồn dầu nhận xét, úi ra. Sao lại làm nhiều hành lang thế nhỉ? Phòng thì ít, lối lại nhiều. Ở đây dễ đến lạc như vào rừng. Thật xót tiền dân, làm đi làm lại mãi chẳng còn biết thời hạn ra sao. Công việc mịt mùng không dứt, báo chí đã bắt đầu đưa đẩy, muốn nhanh nhà thầu lại phải đổi kiểu mái, nhưng những cuộc tranh luận bất đồng lại nổi dậy dùng ngói gì bây giờ ngói bản xứ hay ngói xây? cuối cùng phương án ngói bị đổ và mái được làm bằng bê tông thường công việc gần xong thì bỗng bụi đường tung dưới bánh xe con thế gạch men đâu khách sạn thổ mà không có gạch men là thế nào các quan khách kinh ngạc hỏi sau đó mọi người vào phòng khách phòng khách không có một cây cột ngài trưởng đoàn bảo ở đây không có cột mà cột lại cần cầu trời cho mái đừng sập bẩm ngài an tâm không sập được đâu ạ à? chúng còn đã tính đã tính đến lúc nó sập thì đem tính của các anh ra mà chứ à ngài quay lại đám sau lưng thế nào các ông trần sập được chứ bẩm được à, thế nào cũng đổ nặng thế kia cơ mà lại còn đồ đạc trên ấy nữa rồi người vào lại đông thế nào cũng đổ nổ như bom ấy chứ bao nhiêu là tiền vứt qua cửa sổ thật xót tiền nhà nước các anh nghe không ai cũng bảo đổ thêm mấy cái cột có phải lại lạ kiểu chiều ý mới, các phòng khách đã có thêm cột. Một ngài dẫn đầu một đoàn lãnh đạo khác đã biến dãy cột vuông thành gạch vụn. Trong các sách giáo khoa thư ngài học hồi bé, ngài có thấy những bức ảnh đền đài Hy Lạp toàn cột tròn cả, chứ không lai căng thế này. Tiền nhà nước vứt ra cửa sổ thật là xót ruột, bẩm quan, dễ như chờ bàn tay thôi, chúng con sẽ có cột tròn. Đến lúc tường ngoài đã chạm trổ hoa văn thì một quan lớn đến thăm, trách cứ những công trình hiện đại người ta dựng mặt tiền bằng kính chứ cuối cùng rồi cũng đến lúc mọi việc coi là xong xuôi chỉ còn một việc cuối cùng một ngài quan khác nhận xét rằng cầu thang dốc quá người đứng tuổi lên có phần mệt bẩm quan còn thang máy vị nào trọng tuổi thì có thang máy nếu vậy thì xây cầu thang làm gì các anh chả biết sót tiền quốc gia cầu thang cũng phải có ích chứ sửa xong cầu thang một nhà kiến trúc sư nổi tiếng nước ngoài đến thăm một kiến trúc chứ tác xứng đáng làm đại bản doanh liên hiệp quốc gạch men mặt tiền và trên tường mấy hành lang mái vòm trần cuốn trấn song sắt hình hoa kim hương mái nhà có ô văng những thứ đó hoàn toàn theo tinh thần thổ nhĩ kỳ ngược lại chóp mái lại theo đúng phong điệu bắc âu những cầu vồng phòng khách mượn lối cung đình thổ phòng khách chính giống lối đại sản thậm chí còn lớn hơn những đại sảnh ây rồi lại còn những mẫu mực xuất sắc của lối kiến trúc ý nhà tắm, nhà vệ sinh theo kiểu Mỹ, rồi lối xây Ấn Độ, đường nét Trung Hoa, tất cả cùng nhau chen vai thích cánh. Tuyệt, nhà đại kiến trúc ngoại bang thốt lên làm sao các ông có thể đưa nổi mọi lối kiến trúc vào một lâu đài thế này. Chúng tôi xây đi xây lại cây chư tác này suốt 9 năm đấy, mà lại còn tàn tiện được bao nhiêu tiền dân. Ông chủ nhiệm công trình tự hào đáp lại. Chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe chuyện đọc trên kênh youtube của chúng tôi sự quan tâm và phản hồi tích cực từ các bạn là động lực lớn hy vọng qua câu chuyện chúng tôi đã mang lại những phút giây thư giãn và suy nghĩ sâu sắc mọi ý kiến đóng góp giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh chia sẻ và để lại những bình luận ý kiến của bạn chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những câu chuyện thú vị và ý nghĩa hơn nữa